Anh hai, anh muốn chú nhanh chóng giải quyết con nhỏ đó bằng mọi giá. Em sẽ cố gắng. Anh hai cho em thêm chút thời gian. Em đang tuyển thêm hai thằng sát thủ ở bên Cam về. Anh muốn chú làm cho nhanh gọn. Con nhỏ này không tầm thường, đừng chủ quan với nó. Anh yên tâm, em biết cách mà. Anh đưa chú một nửa, xong chuyện chú sẽ có thưởng thêm. Nhất định em sẽ không làm cho anh hai thất vọng đâu. Anh hai em đi. Em ngồi uống nước nè. Lâu lâu á thấy em làm gái chăm ngoan, nấu cơm cho chồng ăn. Anh thấy em đẹp sợ luôn á. Trời ơi, xạo xạo không à. Đừng có tưởng nói vậy khen em đẹp dạ, làm vậy mắc bẫy. Rồi ngày nào cũng qua đây nấu cơm cho anh ăn nha. Gái ăn đứa gì không có ý tứ gì hết á. Mới khen giờ chê là sao? Anh nói chơi thôi mà. Em công nhận á, ăn cơm ở nhà vừa ngon vừa rẻ nữa. Đi ra ngoài ăn vừa tốn tiền vừa không sạch sẽ nữa, đúng không em? Ừ, thôi đi, chứ không phải anh kẹo kéo không dám chi hả? Bộ anh kẹo lắm hả? Chứ còn gì nữa. Anh coi đi, từ hồi anh quen em tới giờ, anh đã tặng em cái gì có giá trị chưa? Hay toàn là bò bía, nước mía? Đến cả ly trà sữa anh còn không dám tặng nữa kìa. Không phải anh kẹo, mà là vì anh nghèo. Anh biết là em không có chê anh nghèo mà. Hai đứa mình hiểu hoàn cảnh thôi. Chỉ là em nói giỡn. Anh biết anh là một thằng lông bông, không nghề nghiệp. Nhiều khi anh cứ sống cho qua ngày vậy đó. Nhưng mà khi nghĩ về em, nghĩ về gia đình nhỏ của mình sau này, anh thấy hoang mang lắm. Hai đứa mình cũng có tay có chân mà. Em cũng có cái nghề bán cá mà má truyền đại cho em á. Anh chỉ cần đi làm nghề chân chính thôi, dù ít nhiều gì mình cũng gói ghém no đủ mà. Trước giờ anh không có quen lao động chân tay, không nghề nghiệp gì nữa. Anh biết làm cái gì kiếm tiền chân chính. Anh ốm nhom, lao động chân tay ai mướn. Ê, hay là anh đi chạy xe ôm đi. Xe ôm hả? Cái xe anh cà tàng thấy mồ, ngoài em ra ai dám leo lên anh chở. Em có chơi một chân hụi ở ngoài chợ, đợi cuối năm em hốt, em lấy tiền đưa cho anh mua chiếc xe mới nha. Cảm ơn em đã suy tính cho anh, nhưng mà em cứ giữ đi. Sau này mà đám cưới tụi mình có thiếu tiền thì em phụ cho anh. Anh cũng đang dành dụm có một chút tiền. Vậy nha. Mình chỉ có trong tài khoản 50 triệu mà Lâm Phong chuyển cho. Ê, anh nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Em nè, nếu mà tiền không phải do mình làm ra, mình không nên xài đúng không em? Được rồi, tới đây là an toàn rồi. Mọi người tạm nghỉ ở đây đi. Dạ. Yeah. Em ngồi nghỉ chút đi. Ra được tới đây là an toàn rồi. Chắc mọi người cũng đói rồi, để anh em tụi tôi kiếm cái gì đó cho mọi người ăn nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Cứu người là chuyện tốt mà, có gì đâu mà cảm ơn. Mình đi. Ở đây an toàn cho anh Hiếu. Không biết đám người kia đi ra có tìm thấy anh em mình không?
Đây là đất thuộc Bình Thuận rồi. Chắc họ không nghĩ mình đi xa vậy đâu. Thế nào cũng tìm quanh quẩn trên Lâm Đồng thôi. Em không muốn chết nha anh Tứ. Em muốn về gặp mẹ em. Đừng lo, anh sẽ băng rừng tìm sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Sẽ có người đến cứu anh em. Tôi không muốn làm vướng tay vướng chân tới chú nữa. Đã ra tới đây rồi, có chết tôi cũng mãn nguyện. Lần cuối còn có thể nhìn được ánh sáng mặt trời. Anh nói cái gì vậy anh Năm? Khó khăn lắm anh em mình mới thoát ra được khỏi chỗ đó. Anh phải hy vọng là mình còn cơ hội để tiếp tục sống tốt chứ. Chỉ vì nghiện ngập mà tôi đã làm tán gia bại sản, gia đình ly tán. Giờ tôi mới biết ma túy độc hại đến cả những người chơi trực tiếp, mà còn là chất độc hủy hoại đến cả những người thân, liên lụy đến gia đình và cả xã hội nữa. Nếu đã hiểu ra được vấn đề, em hy vọng là sau khi ra khỏi đây, anh với tỷ sẽ sống một cuộc sống đàng hoàng tử tế hơn. Đặc biệt mấy anh phải là nhân chứng sống trước tòa để tố cáo băng nhóm mafia này. Anh là người tái sinh em ra lần hai. Bây giờ anh nói gì em cũng nghe. Hãy lắng nghe con tim mình mách bảo phải làm điều tử tế. Anh không thể bên cạnh em suốt đời được. Cho tôi gửi lại mấy người bạn. Sức khỏe họ quá yếu, không thể tiếp tục cùng tôi được. Cậu cứ để tụi họ ở đây, để tụi tôi chăm sóc cho. Anh có thể giúp tôi đưa tôi ra quốc lộ được không? Được mà. Đằng nào thằng em tôi cũng đi ra quốc lộ. Sẵn nó đi mua ít muối ít gạo đem về đây cho tôi. Nó đi cùng với cậu luôn. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhất định tôi sẽ quay lại đây để hậu tạ cho anh em của anh. Hậu tạ cái gì? Chạy đâu? Ngày tàn của mày tới rồi, còn khốn! Phá cửa nó cho tao! Dạ. Thì ra ông ta đã theo dõi mình từ lâu. Cuộc sống của mình chưa bao giờ an toàn. Ông ta nhắc tới mối thù không đội trời chung với mình và Võ Hiếu. Về sự mất tích của Võ Hiếu chắc chắn có liên quan tới ông ta. Không lẽ ông ta là người giết Kỳ Quý? Nhưng mà Quý đâu có thâm thù gì với ông ta đâu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, liệu mình có thể không quan tâm? Mày có cảm thấy say sức chút nào không hả Chiêu Dương? Tỷ.
Tỷ nấu gì mà thơm quá vậy? Tỷ chiên cá thu cho em ăn cơm. Trời ơi, giờ này mà ăn cơm cái gì? 12 giờ rồi đó. 12 giờ rồi hả? Ừ. Trời đất ơi, sao em ngủ dữ vậy ta? Tỷ có pha cà phê bỏ trên bàn á, uống đi rồi ăn cơm. Tỷ, công nhận có tỷ là thương em nhất. Tao thương mày hơn thương vợ tao luôn á. Con nhỏ Giang mà nghe được câu này á, nó tự dẫn liền á. Ngu sao để cho nó nghe. Nè, em suy nghĩ cái chuyện mà tỷ nói với em chưa? Sao cái chuyện vừa rồi xảy ra, thiệt sự là tỷ không có an tâm để em ở một mình. Thật sự là em không có thích ở cùng với người khác, không được thoải mái. Với đâu phải dễ tìm ai hợp tính mình đâu. Hay là để tỷ với anh Giang qua đây ở với em có được không? Không, em cần chị với Giang ở bên đó. Khi nào giải quyết chuyện Lâm Phong xong rồi mình tính sao? Em tính giải quyết kiểu gì? Không lẽ... Không, không cần phải giết người. Em còn nhiều việc phải tính sổ với thằng này. Tỷ có ý này nha. Nói thiệt, hiện tại tỷ cho đàn em bảo vệ em từ xa, nhưng mà tụi nó không có xuất hiện, rất là ở gần em, để mà khi nào có chuyện ứng cứu kịp thời. Tạm thời tỷ cứ tính như vậy đi. Có gì em tính sao? Em có nghĩ là cái tên đó có quay lại truy sát em nữa không? Duy Kha hả? Ừ. Ừ, cũng có thể lắm. Đây đâu phải là lần đầu. Em từng bị ông ta truy sát hơn chục năm rồi. Mày bỏ chạy tao bắn nát đầu mày ra. Mày nghĩ là mày bỏ chạy về đây thì tao không tìm ra mày sao? Trước khi tao tiễn mày về gặp ông A Quẩy, tao cho mày tự thú lần cuối. Có phải mày với ông A Quẩy từng có ân oán với nhau đúng không? Tôi không biết ông ta là ai cả. Mày đừng hòng qua mặt tao. Mày giết chết ông A Quẩy vì tư thù hay là vì ông ta đã cưỡng hiếp mày rồi mày đổ lỗi cho con trai tao hả? Nói. Đứng im, bỏ súng xuống. Tất cả đứng yên. Tất cả bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống, đá súng qua bên này. Nếu không tao bắn nó đó. Bỏ xuống. Bỏ súng xuống, đứng yên. Các đồng chí, giải hắn đi. Đó. Coi chừng tao đó con khốn. Tao giết mày đó. Nhỏ gì đó. Coi như là em chết hụt dưới tay ông ta hai lần rồi. Mạng em lớn hơn ổng nhiều. Ông ta sẽ không bao giờ làm hại em được đâu. Em đừng có chủ quan. Tỷ không biết vết thương mà tỷ gây ra cho hắn có ảnh hưởng gì tới tính mạng của hắn không. Nhưng mà tỷ nghĩ hắn sẽ không dễ dàng gì buông tha cho em. Sống là phải biết đối đầu, vượt qua được nhiều thử thách, vậy mới thú vị chứ. Ăn đi tỷ. Dạo gần đây các tụ điểm ăn chơi ở Sài Gòn của chúng ta bị công an tổng tấn công. Cũng may Chiêu Dương nhận được tin báo nên chúng ta cũng không bị thiệt hại gì nhiều. Theo như tôi được biết thì sắp tới sẽ có khá nhiều những cuộc kiểm tra thường xuyên ở những khu vực này, cho đến khi nào những đám bảo kê và đám bán lẻ của một số nhóm sẽ bị bứng đi. Theo một nguồn tin mà tôi được biết thì băng của cô đã đụng độ với nhóm của Hà Nam Định đúng không? Ông cũng nhạy tin đó. Sao em không báo cho anh biết chuyện này? Em thấy chuyện này cũng nhỏ, em có thể tự giải quyết được mà. Không nhỏ đâu. Em muốn thọc tay vào chuyện này là để muốn giải quyết đối thủ đúng không?
em đâu đủ khả năng để mà giải quyết mấy chuyện lớn như vậy chứ. Chỉ là chiêu rung cây nhát khỉ mà thôi. Những kẻ nào mà cản đường em thì sẽ phải bị trả giá. Cô ngày càng ngạo mạn. Mày định hăm he ai vậy, con khốn? Như vậy cũng tốt. Cứ để cho công an đánh tan tác những cái băng nhóm đó. Có như vậy, chúng ta mới dễ dàng tung những loại hàng mới ra thị trường. Bọn chúng hết đường làm ăn. Cho đến khi ngóc đầu dậy thì chúng ta đã chiếm lĩnh được hết các đầu mối bán lẻ. Lão bàn cứ yên tâm, hiện tại hàng của chúng ta rất hút trên thị trường, cung không đủ cầu. Đúng vậy, các đầu mối đều muốn có loại hàng này, và họ yêu cầu tôi giao số lượng rất là lớn. Khả năng sản xuất là không đủ cung cấp cho thị trường. Có nên chăng là lão bàn nên mở rộng cơ sở sản xuất? Tôi đang nghĩ đến điều này rồi. Một chỗ sản xuất là không đủ, nhân lực có quá ít, nhưng mà cứ bắt họ làm ngày làm đêm cũng không ra hàng được. Tôi có ý này, không biết là có nên nói hay không. Cậu cứ nói đi, đừng ngại. Tôi nghĩ là công ty sản xuất nông sản của chúng ta có thể sử dụng để sản xuất hàng. Trời đất ơi, tại sao cậu lại ngờ nghệch đến như vậy? Tại sao lại sản xuất hàng ở đây? Quá nguy hiểm. Thật ra thì tôi nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tôi đã tận mắt chứng kiến dây chuyền sản xuất loại hàng này. Máy móc có đặt mua, nhưng nhân lực là phải đảm bảo tuyệt đối bí mật. Vì vậy, theo tôi nghĩ, địa điểm là điều quan trọng nhất. Trong khi chờ đợi nơi sản xuất mới, tôi chỉ lo là hàng không đủ cung cấp cho thị trường thôi. Vậy tại sao lão bàn không hối thúc họ tăng cường tiến độ sản xuất? Chứ nếu không, ta không đủ hàng cung cấp cho thị trường, những đầu mối buôn bán lẻ nhỏ, người ta sẽ quay lưng cho chúng ta sẽ mất mối. Tôi sẽ gọi ngay. Tôi muốn ông tăng gấp đôi giờ làm xuyên ngày xuyên đêm để ra hàng cho tôi, có được không? Ở đây nóng lắm rồi, hàng về nhỏ giọt như vậy, khách hàng kêu ca tôi nhức đầu lắm. Dạ, thưa ông chủ, tôi cũng tăng cường thêm người cho làm ngày làm đêm đó ông chủ. Vậy thì chừng nào ông có thể giao chuyến hàng tiếp cho tôi? Dạ, tuần sau ông chủ. Cái gì mà tuần sau? Hàng không đủ để đi à? Sao mà lâu quá vậy? Dạ, hàng lúc nào cũng có, nhưng ông chủ cũng biết rồi đó. Tôi mới thiết lập quan hệ với thằng cớm mới. Mặc dù là tôi khống chế được nó, nhưng cũng cần cảnh giác. Còn thằng phản bội đó, ông xử nó sao rồi? Sau khi đánh nó một trận nhừ tử, tôi đã cho nó ra ngoài làm rồi. Ok, tôi đồng ý phương án đó. Nếu như không vì chúng ta thiếu người, tôi đã cho xử tử nó rồi. Được, bây giờ ông cứ sắp xếp cái tên cớm đó đi. Chừng nào hàng an toàn thì mới xuất. Nhưng tôi muốn hàng càng sớm càng tốt. Dạ, tôi biết rồi ông chủ. Trời ơi, chưa kéo dài được bao lâu thì sự thật này sẽ tới tay ông chủ. Đại ca, hay là mình trốn đi. Em nghĩ hậu quả này mình gánh không nổi đâu. Lão bàn thay quần áo xong rồi chúng ta đi.
Ông có cảm thấy là Chiêu Dương đang cố gắng tạo dựng địa vị của mình trong giới không? Đặc biệt là đang chứng tỏ năng lực với lão Bàn. Đàn bà, cho dù cô ta muốn làm gì đi chăng nữa cũng không thể qua mắt của tôi được. Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Tôi từng sát cánh với Chiêu Dương trong nhiều phi vụ. Tôi hiểu rõ cô ta hơn ai khác. Nếu như có chuyện gì xảy ra giữa tôi và cô ta, cậu chọn ai? Tôi chọn lão Bàn. Cậu luôn là một thằng láo cá. Đi thôi. Tình hình an ninh trên địa bàn thành phố gần đây có nhiều diễn biến phức tạp. Nạn cướp giật xảy ra đều do các con nghiện ra tay. Một lượng ma túy dạng đá, viên nén, heroin đang tuồn qua các tay bán lẻ, gây bất an trên địa bàn. Gần đây nhất có những cái chết bất thường xảy ra ở các con nghiện. Tôi cần nghe đồng chí Quang trình bày. Tính đến hôm nay, trong vòng 2 tuần đã có 3 cái chết xảy ra. Tất cả bọn họ đều là những con nghiện, chết trong tình trạng phê thuốc rất là kỳ lạ, không như những con nghiện ngáo đá quan tưởng. Tất cả bọn họ đều chết trong tư thế chim bay, lao xuống từ độ cao ở các tòa nhà cao tầng. Đây là một dạng ma túy mới được tìm thấy trên người một con nghiện đã chết. Sau khi phòng xét nghiệm báo cáo, nó có chứa các thành phần lạ mà các loại ma túy trước đây không hề có. Thậm chí độc tính của nó còn cao hơn rất nhiều so với các loại ma túy tổng hợp đã có. Chúng ta cần phải lên phương án, phải biết nguồn gốc xuất xứ từ đâu. Không loại trừ khả năng nó nhập từ các đường biên giới hay là sản xuất trong nước. Tăng cường truy quét ở tất cả các tụ điểm nóng. Nếu phát hiện ra những tay bán lẻ, lập tức truy theo vết, bắt bằng được chúng. Nếu cần, vào tận hang bắt rắn. Nên nhớ, đừng nắm đằng đuôi, vì rắn mất đuôi, đầu nó vẫn còn hoạt động. Các đồng chí cử trinh sát xuống địa bàn, nắm thông tin và báo cáo cho tôi ngay. Anh, trong cảnh có súng sao không mang theo? Lỡ gặp phải người xấu thì sao? Tôi phải bắt xe để về Sài Gòn, mang súng theo không tiện, bị bắt ngay. Khoảng bao lâu nữa mới ra tới đường cái? Còn nửa ngày nữa. Cái gì? Vậy là nhanh rồi, tôi dắt anh đi đường chim bay không đấy. Còn đi đường mòn thì 2 ngày nữa chúng ta mới ra khỏi rừng. Thôi đi nhanh đi, ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Từ hôm nay tỷ vừa lái xe, Kim vệ sĩ cho em. Có tỷ em thấy yên tâm. Lái xe cũng được, vệ sĩ cũng được, nhưng mà bắt vệ mặt cái kiểu này chị không quen. Tỷ phải làm quen đi, đó chính là hình ảnh bề ngoài khi đi làm việc chung với em. Phải thật bình thường, đừng để người khác chú ý nhiều tới mình. Đó là lý do vì sao em không cần nhiều vệ sĩ bên cạnh. Dạ cô chủ, em biết rồi. Dạ cô chủ, bây giờ cô chủ muốn đi đâu hả? Tỷ chạy đi, em chỉ đường cho. Ok. Sạn làm gì vậy? Bộ có hẹn với ai hả? Tỷ cứ đi theo em đi rồi rõ. Dạ em chào chủ tịch. Ừ. Đây là Sơn Nữ, tài xế và cũng là vệ sĩ của tôi. Kể từ bây giờ, bất kỳ ai muốn vào phòng của tôi phải qua sự kiểm soát của chị ấy. Dạ em biết rồi. Còn đây là thư ký Mai. Bắt đầu từ bây giờ hai người có thể liên lạc với nhau một số việc. Ok.
Một chút nữa cô sắp xếp chỗ ngồi cho Sơn Nữ ở đây nha. Dạ em biết rồi. À mà chủ tịch, mấy bữa nay chủ tịch không lên công ty á, nên có khá là nhiều hồ sơ cần phải ký à. Được rồi, tôi sẽ giải quyết hết trong ngày hôm nay. Dạ. À mà còn nữa, ngày hôm nay á, chủ tịch không có cuộc hẹn nào hết. Ok, báo lại với phó giám đốc Hà khoảng một tiếng nữa qua phòng tôi. Dạ em biết rồi. Ủa, em là chủ tịch hội đồng quản trị luôn hả? Ừ. Vậy là em là chủ ở đây hả? Ừ. Wow, trời ơi, tỷ không tin là em giỏi vậy luôn á chứ Dương. Chị phải nên biết chị đang làm việc cho một doanh nhân nổi tiếng ở Sài Gòn. Chị phải cẩn thận đó. Xuất sắc quá, bái phục em luôn á. Theo báo cáo tôi nhận được, tuần qua các điểm nóng ma túy đã có nhiều nơi bị xóa sổ. Các băng nhóm bảo kê, lớp bị bắt, lớp bỏ trốn, một số tay mua bán ma túy cũng đã vô khám. Đây là chiến công lớn của đội ta. Ngoài số ma túy truyền thống mà chúng ta bắt giữ được, còn có một loại ma túy mới đang nổi như cồn ngoài kia. Là thứ nước màu xanh mà anh em đã tìm được trên xác những nạn nhân là con nghiện gần đây. Đúng vậy, tần suất xuất hiện ngày càng nhiều những con nghiện sử dụng loại ma túy này. Chất kịch độc này làm tê liệt hệ thần kinh, khiến con nghiện rơi vào trạng thái quan tưởng cực độ. Và điều họ muốn làm là lao mình từ trên cao xuống, vì họ nghĩ mình là chim. Chúng ta đã bắt được một tay bán lẻ chất này, hiện đang tạm giam tại trại để lấy lời khai. Nhưng có vẻ như hắn ta chỉ là con nghiện được giao bán vài ống lấy công để được sử dụng thuốc thôi, nên chưa có lời khai nào có giá trị. Vậy mình phải tung anh em xuống địa bàn điều tra, phải nắm những gã mua bán tinh trong giới. Chắc chắn ít nhiều sẽ nắm được thông tin về chất ma túy mới này. Đây cũng là ý kiến của cấp trên. Bằng mọi giá chúng ta phải lần ra đường dây cung cấp loại ma túy mới này. Chuyên án của chúng ta sẽ có tên là C02. Tôi muốn tóm được gã cầm đầu, chứ không phải là những tay bán lẻ. Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ, ăn ý, lên kế hoạch cụ thể. Chúc chuyên án của chúng ta thành công tốt đẹp. Chủ tịch kêu chị lên làm việc trực tiếp, chắc là có chuyện quan trọng lắm đây nè. Mọi việc đều thay đổi kể từ khi chủ tịch về đây. Tất cả các phòng ban rất hiếm khi có cơ hội làm việc với nhau. Ồ. Mà chị, em nói chị nghe này nè. Em không biết sao nữa, nhưng mà cứ mỗi lần em đứng trước mặt của chủ tịch đó, em thấy khớp khớp á. Chị cũng như vậy, huống hồ gì em là lính mới ở đây. Bây giờ chủ tịch đó mới thuê một bà vệ sĩ, cái mặt của bà hả, nhìn ấn ấn á. Có hả? Ừ. Bà tới kìa, em đi làm trước nha. Cô tên gì vậy? Tôi là Hà, tôi đến theo lệnh của chủ tịch. Đi theo tôi. Thưa chủ tịch, có cô Hà tới. Vào đi. Chủ tịch cho gọi tôi à? Dạo này cô có liên lạc với anh Lâm Phong không? Tôi có liên lạc với anh ấy, nhưng mà không gọi được ạ. Sao cô không đến nhà để thăm người bạn thân của mình, xem anh ấy ra sao? Tôi có đến một lần, nhưng mà không gặp được anh Phong. Cô gặp vợ của anh ấy à? Tôi có gặp một người phụ nữ, cô ấy nói là vợ của Lâm Phong, nhưng mà thật hư thế nào thì tôi cũng không biết. Họ kết hôn nhưng mà không làm đám cưới, theo như tôi biết. Tôi có gặp Lâm Phong trong một bữa tiệc,
cũng chỉ có vài người thân mật để anh ấy có thể giới thiệu vị hôn thê của mình. Sau đó thì chúng tôi có bàn kế hoạch mới. Tôi không biết là có nên cho cô biết một chuyện này hay không. Dạ, chuyện gì dạ? Lâm Phong đã bán lại hết tất cả cổ phần cho tôi và đã rút ra khỏi Romantic. Vì vậy tôi muốn cô triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp để thông báo về việc này. Dạ. Cô có thể ra ngoài được rồi. Chào chủ tịch ạ. Không thể nào. Không thể nào Lâm Phong lại bán đứt Romantic như vậy được. Đấy là cả sự nghiệp của anh ta mà. Mình đang bay.